nó quỳ nó lại. Quỳ lại nó nói đừng có báo công an giùm con à. Nếu mà báo công an thì mẹ con khổ, bà ngoại con khổ lắm. Bà ngoại con bị ở lại là khổ lắm. Trời ơi trời, sao con không ngờ con vô đường hẻm này mà nhiều người mà giúp đỡ con cỡ này trời. Phải con biết vậy là con chốt lâu rồi. Dạ. Đi ra nó móc cái hỏi vậy con nói là chị Tiên đi cứu con đi. Nói chuyện gì, nó nói là chị Tiên cứu con đi, bà xuống phà, nó dòm dòm mấy lại quà ha. Dòm hoài à, nó hỏi là cái gì. Nói là chắc con đi trốn đi chút nữa, chăn lại nước. Cái con chắc đây, chắc vô đường đây nè. Vô nhà này nè. Vô đó cũng nè. Kéo cửa lại nhốt cái cổng. Vô cái nhà này con hả? Nhà này nè, tôi đây nè. Ở trong đây. Có con kìa. Trong tay, kéo cửa lại. Nó nghe kể gì đây? Nè, cái nón của nó là đồ của nó là chú à, mình lúc mà mình đưa bé là lúc mấy giờ chú? Từ đây xuất phát là mấy giờ? 4 giờ chiều hay là 4 giờ sáng? 4 giờ sáng. 4 giờ sáng là xuất phát ha. Tới mấy giờ mình tới thời gian chú? 8 giờ rưỡi. 8 rưỡi ha. Lúc mà chú nói là cả một mạch luôn hay sao? Cả mặt đi luôn, mặt luôn ha. Rồi lúc bọn bé nó ra nó kêu chú đỡ cho mấy người nó nói sao? Không, mà cái lúc mà buổi chiều đang chạy xe về, về đến đây là khoảng 7 giờ, 6 giờ mấy 7 giờ đó. Thấy con bé nó đứng này khóc chứ nó nói những mấy người này nè, nói là anh thấy nói là chú ơi, nói là mà còn là bà mà con mà con thôi đi rồi có nếu mà con ấy thì nếu chú bà để báo chú báo công an dạ. nó quỳ nó lại. Quỳ lại nó nói đừng có báo công an giùm con à. Nếu mà báo công an thì mẹ con khổ, bà ngoại con khổ lắm dạ. Bà ngoại con bị ở lại là khổ lắm dạ. Rồi tôi mới nói vậy thôi, vậy nếu con nói vậy thì mấy người này mình sống thôi đi, mình chở nó về đi, tôi đăng ký tôi chở về cho dạ. Tôi cũng không sợ gì cả, bây giờ nếu rồi nói biết mẹ nó rồi nó nói vậy chứ cậu biết không, cậu biết mẹ con không mừng quá rồi chú mới nói thôi để con ngủ đi rồi sáng rồi cậu trở về. Chú phiền quá. Nói là cũng như là bé nó có biết đường gì nhà không? Không, không biết đường gì hết. Sao mà chú liên lạc được ở dưới mà chú về tới dưới được? Tại chú hỏi nó con ở đâu à. Con ở Cần Thơ à. Chú chạy xe mà chỗ nào chú không biết à. Rồi cái mẹ nói là nếu mà con ở chỗ nào con nói đi là chú chạy đi luôn, chú chở cho không sao đâu. Nó mới nói là ở cầu Đất Sét. Cầu Đất Sét rồi mình suy nghĩ mình chạy qua mấy quận rồi. Chạy qua cái đường Cần Thơ mình đi chợ Cái Tắc đó. Đúng rồi, cầu Đất Sét này thuộc Hậu Giang. À, thì chợ Cái Tắc đó mình đi qua đó rồi, mình thấy cầu Đất Sét rồi. Tôi nói rồi, vậy lên tôi chở đi. Rồi chú chở thẳng một đường đi lên tới cầu Đất Sét luôn. Tại vì giải ghé dọc đường cho nó ăn uống đồ đó. Còn nghiệp cả nó đói mà nó ăn còn nghiệp lắm, ăn rồi uống rồi xong rồi chú chở về dưới. Thì vừa vô tới nhà nó thì mẹ con ôm khóc quá trời, chú đâu biết gì đâu à. Lúc đó là cũng như là chú thấy cái cảnh đó không, cái cảnh nào thấy chứ, thấy mẹ con ôm khóc quá trời khóc rồi à. Chú mới xách quần áo mà người ta cho đó dạ. À, đây ở đây quần áo ta cho ba bé dạ. Dạ bà chị bà mới cho là 350 ngàn với cái chị vợ anh Tư Tèo á, cho 50 ngàn, đó là 400 ngàn tên bỏ túi, chú bỏ túi đặng chú đổ xăng ăn uống 20 tàu cháo đi đó. Lại lên trả bà con rồi thấy tội nghiệp, ta cho tiền chúng mà chú có lấy, chú thôi không có lấy tiền xăng có rồi, không có lấy trả cho bé đi nó bị bệnh này kia. Nói chung mà bé mà thấy đó ai cũng bức xúc hết. Đúng rồi, ai cũng bức xúc, thấy mình chịu không nổi, mình đàn ông mình đâu có dám mà này kia, chỉ mình chỉ dòm thấy cái tay chân nó rồi cái cổ nó đưa lên. Chú chở bé là ơi chú có dòm thấy là những cái tay chân của bé là có những cái này cái kia không? Nó thì nó chạy cũ vô cũ đó. Thiệu nhỏ. Đúng rồi, thiệu cũ nhỏ đó, mình thấy tội nghiệp quá đó. Đúng rồi, chú mình làm ngông mình đâu có hỏi thăm gì được. Thì mình chỉ chở thẳng một mực, mình cũng chở về chở cho nó thôi. Tới chở được là mình mừng rồi. Giờ kêu chú ở lại thôi, thôi về chứ. Ở lại thì tối quá rồi sợ ban đêm dậy mình lên cũng chắc chở. Lúc mà chú nhận chở về là chú có suy nghĩ là sao không? Không, con người ta cũng bu lại, người ta cũng tiếp mình thôi chứ, người ta đâu có bỏ mình được. Chú là dân địa phương đây ha. Dân địa phương ở đây. Địa phương đây không sao. Ừ. Chú cũng đường nói đi nước biết là gần đường hết. Đúng rồi. Có gì chạy biết đường. Không mà ở đây thì
ra quán đi. Cảm ơn chú ra quán. Cảm ơn chú ra quán rất là nhiều nha. Để chú đi bển mới được. À, chú đi bển ha. À, bên ủy ban nó đang nghe chú bển đi làm việc. Cảm ơn chú Nghĩa nha, chú Nghĩa. Rồi, nhà có chú là mấy bé mới về được an toàn đó. Nha. Cũng là kêu là anh hùng rồi đó. Trời ơi. Anh hùng. Anh hùng. Đi vào ủy ban đi thôi. Đi đi vào ủy ban đi. Bển làm mà xong sớm thì về sớm. Dạ. Rồi rồi cho. Rồi chú Nghĩa chịu like luôn. Rồi nó kể cái đâu là cái khóc cái đó. Ở đây có ai làm cá chung không? Mẹ của thằng này. Mẹ mẹ mày á. Đầu tiên là nó kêu mẹ thằng đó dẫn đi giùm đó. Mẹ em dẫn vô giùm. Mẹ dẫn đi vô hả? Mẹ đâu? Mẹ còn mẹ có nhà không? Rủ rủ mẹ lại chơi. Rồi rủ mẹ lại chơi. Quá trời mẹ đang ta bức xác ra đó. Mẹ ép trốn mẹ đó. Mẹ đó. Cô biết không? Cô biết bé không? Mẹ nó biết rồi Đặng ơi. À. Mà sao để năm ngoài trời mưa. Anh chị có rửa ra mâm xong à? Lấy bộ đồ mới cho nó thay tắm rửa. Thì cái chỗ đó đó. Rồi từ từ tôi mới lo cho nó đi mua thuốc, mua men đồ, tôi mới cho nó mua đồ cho nó ăn. Cũng may mắn gặp người như cô ha, nếu mà dạ. Nói chung mà nếu mà gặp cô cũng không sao. Gặp cái người mà giống như mình không muốn lo cái chuyện thị phi đó là sẽ không thể nào giúp được. Thì đó, nhầm người người ta sợ, dạ, ta sợ rồi. Con kiểm. Dạ. Năm gà người ta cũng không dám đâu, không dám cho ở nhà đâu. Dạ. Trừ ra nó lọt vô đường hẻm này nó còn nói nè, trời ơi trời sao con không ngờ con vô đường hẻm này mà nhiều người mà giúp đỡ con cỡ này trời, phải con biết vậy là con trốn lâu rồi. Thế con nói vậy đó, con đâu có nghĩ là ở trong đường hẻm này mà vậy. Ở gì? Nó cũng là nước là cái. Ừ, hàng ngày nó đi làm mà, hàng ngày nó về, hàng ngày nó đâu có dám giọt vô đó. Đâu có biết. Không, nó đâu sợ. Rồi nó nói chuyện tỉnh bơ đi gì đâu sợ. Cái gì nó nói cũng được ấy mà. Để anh làm phong văn chút có tâm dẫn vô trọng, tâm dẫn vô nhà chị Tiên á. Tâm dẫn vô nhà chị Tiên, rồi trọng có ông Thu rồi luôn, có ông Nghĩa xe ôm rồi luôn. Vậy đó, trong đó đó. Nghĩa một trong nhà đó, chỗ có Nghĩa rồi nè, có Nghĩa xe ôm luôn. Chú xe ôm là ở bên đây luôn hả? Ở trong kia, ở gần đây luôn nè. Ở gần đây nè, rồi đưa về đây cả. Vô trọng mà, không biết rồi. Đó, đi trong nhà hẻm tôi luôn. Tâm dẫn đi vô trọng luôn đi ta. Mà bữa đi á, là có qua ông bà này không? Không, nó đi đường này nè. Đi không có này kêu chị Tám này nó dẫn vô trọng là ba bốn người ra chung trong cái chỗ mà nó đang cửa nhà thôi nè đèn đâu chạy Tám dẫn vô trọng luôn không được đi vô nhà trọng luôn để vô nhà đi 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 vô nhà gặp đi vô gặp đi chú ơi đi vô bây giờ đi vô nhà của chú Nghĩa. Chú xe ôm chở của ủy ban à? Đi á. Đi đâu mày đi. Bà nói Út đi hả? Út đi đâu mày? Nãy giờ nói là con tên gì? Coi. Cô con. Cô tên gì? Nguyễn Thị Hà. Ừ, cô Hà ha. Ông Hà cô ở đâu cô Hà? Đi vô đây nè. Không. Đi vô đây hả? Nghĩa nghĩa. Đây là đường vô nhà của chú Nghĩa xe ôm rồi. Ủa Nghĩa đâu rồi? Ủa đang kêu hả? Nghĩa không có nhà rồi. Nè đây là Dì Tiên nè. Dì Tiên là nó kêu cầu cứu. À kêu kêu Dì Tiên cứu ha. Dạ. Ở đi ăn mất cái hỏi vậy con nói chị Tiên cứu con đi. Dạ. Hỏi chị gì nó nói là chị Tiên rồi cứu con đi. Dạ. Bà xuống phà nó dòm vòng mấy hôm lại rồi ha. Buồn hoài à nó hỏi là cái gì. Nó là đi dắt đi trốn đi một chút nữa chăn lại nước. Cái con dắt đây nè, dắt vô đường này nè. Dạ. Vô nhà này nè. Vô đó luôn ha. Vô đó luôn ha. Kéo cửa lại nhốt cái cổng. Vô cái nhà này vô luôn. Vô nhà này nè, có tôi đây nè. Nhà nè. Cho ở trong đây. Cũng như là dưới cho em bỏ dưới nó đi qua ủy ban này, ủy ban điện nó qua bển này. Tâm kiểm này này nó là nói với chị đó. Rồi này nó cũng như là lúc con bé nó trốn là mình người dân mình là để bé trong đây ha. Ờ. Vô đó đi ha. Tại vì mấy người đó chưa từ từ mới tính sao. Dạ, đưa đó giấu trước ha. Giấu trước đi.
đi nhà nó kêu cái nó mất hỏi gì con gì cứu con đi nó nói cũng như là không nhờ người dân mình ở đây là không thể nào là bé về tới chảnh được á. Nó nhà mất cái rồi mấy mấy giờ mới nói gì cứu con đây để cha con nó đi xuống và cha con đi mất kịp đó. Mà mất đi cái dắt đi câu đi trước đi đây đây nó tóm được cái giống mọi đàn cái đi kéo cửa lại em chỉ đi cũng về nhà chỉ mới lội lên chỉ lên mấy tám mày nó hoàn cảnh nó vậy đó rồi mày để đây đi để tao lo đó rồi nói vậy là xong rồi mấy người này tính tiền tám gì đó là chỉ mới về nhà cũng cảm ơn là cô đó chứ không có cô là cũng mệt lắm á. Mình mất mình khi cứu chú thôi chứ mình không biết gì đâu. Cứu rồi mới biết là chuyện. Người dân ở đây rất là tốt. Nhờ có người dân ở đây mà con bé nó mới hốt được nếu mà có ai là tốt. Cái đầu xong cái nó coi qua coi YouTube á mình nó thấy của phòng xe mình nó nghe đồ mà không nghe nói. Nó nghe nói. Nó nghe kể gì đây. Ủa lộn luôn nè. Nè cái nó không có nói là đồ của nó là đi mà không có đổ gì đó. Đồ đâu mà cứu xe vậy ta. Ai kia. Chắc ở đây là bé đâu có đồ mới đi bạn đâu có đâu có đồ thường của ta không có anh thường mới hả bụi xì cũ ngất thường nữa ba trăm rưỡi mấy mấy cái keo nhỏ cháu á sạn bộ đồ á sạch sẽ rồi đưa đi đâu đây tắm giờ còn tắm với tôi tắm mình tắm rồi tôi mới dắt qua nhà coi nhà tôi mới kêu con nghỉ mệt đi rồi từ từ rồi bà gì á dọn cơm con ăn rồi nó nói con ăn cơm không nổi hỏi nhưng mà con ở đây rất là thương cháu. Mà con này rất là đồng lòng luôn, rất là thương. Không biết phải biết là đứng ra làm chắc mẻ là bảo vệ. Nghe nó nói gì mình khóc, con coi khóc, có cái mắt khóc khóc muốn chết, khóc nghe nó thoát được cái ai cũng khóc hết trơn. Để gặp chế cảm mở đi chứ. Bởi vì ngay mình khóc nó mất sợ anh nó kêu người ta không dám, nó kêu người ta không dám mình mất gì nó kêu cứu thì mình cứu, rồi từ từ chị không sao. Bởi vì nó nát mấy chân. Bởi vì mình đâu có thấy đâu, mình coi nó thấy rồi mình mất giận, mất giận, mất giận. Mình thấy mình biết rồi. Rồi đi rồi. Tại sao mà mằng trong công ty nghe nó không cho nói chuyện nó nói nghe là mằng công ty cái này đó không cho nói chuyện với ai hết trơn á ở đây là không tiếp xúc rồi hả đúng rồi mà ốc quát thì sao mà đấy tôi mới hỏi nè tôi hỏi tại sao mà mình mấy mày quát này mà tại sao con mà không ai mới có cho tiếp xúc với ai đâu đây giữ con là 24/24 luôn đó làm sao mà con tiếp xúc với người lạ đâu mà con kể hoàn cảnh của con nó gần vậy mà chắc bà giữ bà giấu thì nó giữ nó nếu mà con nhỏ này mà lòi ra thì dân chúng người ta đã là phát hiện rồi còn cái này là giữ nó giữ nó mà giữ cho bà kín đáo đừng cho không có lòi ra hên là nhỏ này thoát được nhỏ này thoát được mới lòi ra cái chuyện này nó kể người này người kia nó kể gì dám kể đâu kể nó nhau móc rồi chứ cứu rồi giấu mấy lâu nay bây giờ nó chịu hết nổi rồi đó hết nổi đúng rồi con bé này là nó ở với chị Kiểm nó là bao nhiêu lâu rồi người dân mình đây biết không cô năm mấy hai năm là có thể là bị lâu lắm rồi đó có thấy những cái vết thương mà đã lành lâu luôn rồi anh chưa có gì đó hả nói là nó bị hành hạ đó có gì rồi chờ tạm biệt mọi người nha ra quán cà phê uống nước đi giờ đi ra quán cà phê rồi đúng không đi trước đi chen cũng lại luôn hôm nhiều đó hả hôm mưa mà còn ngắt hết trơn dầm mưa luôn mà dầm mưa luôn cô có gà không có gà luôn dầm tới chừng nào đưa bà đi huyện vậy hả thấy thấy cái lúc mà bé phải lên xe không chảo phải đi ngang luôn à chảo đi ngang luôn ha đâu dám nói nó không dám nói nó sợ nó không không biết là có ai thương nó ai ghét nó nó không dám nói tiếng đi ở đây bà công an phải nhóc hết trơn nên nó không nói tiếng nào luôn đâu dám nói nó đây mấy năm em còn không biết nữa bởi vì cái mấy sáng ra 4-5 giờ là đốt ngang rồi em thấy nó mà nó ở nhà rồi à, nhà có chị Hạnh mà mình mới coi được đó nghe đúng rồi, đó, đúng rồi. Không có chị Hạnh sao mình thấy nữa à, chị Hạnh like đó coi trước luôn á thấy giờ like hồi hết pin hồi like lại phải không
lấy thằng phòng ra đây nữa. Thì nói gì kêu lấy pin rồi, cục pin hết pin rồi. À, tối đứng chỗ nào lai hả? À? Có che dù không? Thấy người ta đứng quá che dù đó. Không có che dù. Không có che dù hết. Dầm mưa luôn phải không? À, gì, không có gì 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 nghĩ thật gì nghĩ thật có mấy anh gửi qua rồi vậy nha vậy đi lên ủy ban đoàn điệu và anh có lấy lời khai gì nữa nè rồi đi coi không không anh tối chị có đứng coi không hôm sau quá mưa quá bấm xong không xong hả sáng giờ qua hai quận rồi đó em có đứng coi không trời ơi dầm hết tấm mưa luôn thôi là không bệnh đó vậy đó anh đây đó hả vậy đó hả nè quân cho anh quan phận nè chở bé xuống rồi bà công an chờ nhân thời rồi đang đẳng ở gia đình đang ở đẳng công an chờ nhân thời bên này nó xuống này để mà trời nó mẹ cái đâu là mình khóc cái đó đó nó nói là cái ca ba ngày nó chết chứ không thì đúng rồi nó nói là nghe nói mấy gì nói là nghỉ ba ngày mấy gì mừng chứ còn con có mừng.